Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VinBox, chuyên trang về thiết bị mã số hóa vạch và thiết bị tinh học. Có thể bạn đã biết thì hầu hết các loại đề can tem nhãn hiện nay mà chúng ta thường gặp là đều đã được bế theo kích thước con tem cụ thể. Tuy nhiên, với những nhu cầu sử dụng đặc biệt thì doanh nghiệp tổ chức có thể cần đến loại đề can in tem liên tục, nghĩa là bạn sẽ in ấn thông tin và cắt tem theo đúng nhu cầu sử dụng của mình. Tuy nhiên, với trường hợp sử dụng phụ đề can liên tục thì khi cắt tem bạn sẽ phải cắt một cách thủ công, như vậy vừa tốn thời gian công sức lại không đảm bảo được về tính thẩm mỹ. Hôm nay VinBox sẽ được giới thiệu cho bạn một giải pháp, đó là máy in tem có dao cắt tự động với model là Ring 412 PI+. Đây, ở đây chúng ta có thể thấy chiếc máy đã trang bị thêm được phần dao cắt tự động này. Với chiếc dao cắt tự động thì việc in và cắt tem sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng, liên tục, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Chiếc máy này ngoài được sử dụng với đề can liên tục thì còn rất được các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc thời trang ưa chuộng, bởi có thể in ấn tem nhãn vải và cắt các đoạn tem vải ri măng satin này một cách mượt mà không bị tua. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết hơn về chiếc máy in này với phiên bản dao cắt tự động nhé. Tem Ring 412 PI+ này với phiên bản dao cắt có sự khác biệt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Sự khác biệt ở đây nằm ở chiếc dao cắt được lắp đặt thêm. Đây chính là chiếc dao cắt đã được lắp đặt thêm trong máy nha các bạn. Chiếc dao cắt được lắp đặt ở tại ngay vị trí đầu in của Ring 412 PI+ là để khi máy vừa in tem ra thì dao sẽ lập tức cắt tem thành từng con tem rời hoặc theo từng tệp tem. Việc cắt rời từng tem hay là theo từng tệp tem thì sẽ dựa trên thiết lập cài đặt khi mà chúng ta sử dụng thiết bị này. Ở đây là chiếc dao cắt cơ nha mọi người. Khi cắt thì tem nhãn cho ra rất là mượt và có sự đồng đều. Không như chúng ta dùng kéo thì sẽ bị tình trạng là bị lệch hoặc là bị tua đối với trường hợp là tem nhãn vải. Còn về thiết kế bên ngoài thì vẫn là chiếc Ring 412 PI như chúng ta vẫn thường thấy. Thiết kế nhỏ gọn, dạng để bàn. Ở đây là phần thương hiệu Ring của thiết bị. Kế bên đó là chúng ta có hai chiếc đèn chỉ báo người dùng là Ready và Status. Còn đây là chiếc nút bấm Fit. Ở chiếc máy in tem Ring 412 PI+ này, hãng đã trang bị cho chúng ta nhiều cổng kết nối khác nhau. Thì ở đây sẽ có là cổng LAN nè, cổng serial, USB. Ở đây là cổng kết nối nguồn và đây là nút tắt mở nguồn cho chiếc máy in tem Ring 412 PI+ này. Hai bên thân máy là chúng ta sẽ có hai chiếc nút bấm. Hai chiếc nút bấm này dùng để chúng ta mở thiết bị. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem về bên trong của Ring 412 PI+. Ở đây là sơ đồ hướng dẫn lắp đặt giấy mực. Đây là hộp đựng giấy, có sức chứa tối đa là cuộn 50m. Đây là trục mực. Rồi chúng ta cùng mở đầu in lên nha. Đây, ở phần bên dưới này chúng ta có trục để lắp mực cho máy nè. Với chiếc máy in Ring 412 PI+ này thì được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đầu in có độ phân giải là 300 dpi, tốc độ in tối đa là 101 mm/s. Khổ rộng ở đây chúng ta có khổ rộng in tối đa là 105 mm. Với chiếc máy này thì bạn có thể lựa chọn in ấn trên nhiều loại chất liệu tem nhãn cũng như là một in khác nhau. Về đề can tem nhãn thì bạn có thể lựa chọn đó là đề can nhiệt, đề can giấy, PPC, đề can xi bạc hoặc tem nhãn vải, đó là chất liệu tem nhãn vải, ruby băng, satin đều được. Tuy nhiên khi lựa chọn chất liệu đề can cũng như là tem nhãn vải thì bạn cần lưu ý là nên chọn mực in phù hợp để chúng ta có được chất lượng con tem một cách tốt nhất cũng như là độ bền tem như là mong đợi. Này, khi in ấn ra thì tem sẽ chạy ra ở đây. Đây, tem sẽ chạy ra từ đầu in ở đây và thông qua chiếc dao cắt cơ này để cắt tem thành từng con tem rời và riêng biệt. Với phiên bản máy in tem Ring 412 PI+ được lắp đặt thêm dao cắt này thì bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề cắt tem thủ công vừa mất thời gian công sức nữa, bởi vì chiếc dao cắt đã thực hiện cắt tem cho chúng ta một cách tự động, vừa đẹp mắt, chuyên nghiệp lại còn đảm bảo được sự đồng đều của tất cả các tem nhãn được in và cắt ra. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng chiếc máy in tem Ring 412 PI+ phiên bản dao cắt này để in trên chất liệu là đề can xi bạc cụ liên tục và cắt tự động ở chế độ là cắt rời từng tem. Bây giờ các bạn hãy cùng mình quan sát nha. Thank you.
Chất lượng in tem của máy là cực kỳ đẹp mắt nha mọi người. Từ dữ liệu dạng chữ, dạng số cho đến mã vạch 1D, mã vạch 2D cũng như các ký hiệu của chúng ta ở đây đều rất là sắc nét. Với giao cắt tự động thì đây, những chiếc tem của chúng ta đã được cắt rời, rất là đẹp mắt, vết cắt cực kỳ mượt. Và tem có sự đồng đều nha mọi người, không hề bị lệch như khi chúng ta cắt tay thủ công. Đây là đối với loại chất liệu là đề canxi bạc cuộn liên tục. Tiếp theo đây thì mình sẽ in thử trên chất liệu tem nhãn vải và cắt tự động bằng dao cắt này với chế độ cắt là theo từng tẹp tem cho các bạn xem nha. Bên trong chiếc máy in tem Rin 412PI cộng phiên bản dao cắt này thì mình đã thay thế cuộn đề canxi bạc liên tục bằng cuộn tem nhãn vải với chất liệu là ruban. Thì bây giờ mình sẽ cùng in và cài đặt chế độ là cắt tem theo từng tệp. Ở đây tệp mình sử dụng là 3 tem để các bạn cùng xem về chế độ cắt tem của máy này nha. Rồi, đây, các bạn có thể quan sát là sau khi in ra 3 tem, máy mới cắt một lần. Đây là chế độ cắt theo từng tệp nha mọi người. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta có thể lựa chọn cắt theo số lượng tệp tem khác nhau. Đây, ở đây mình đã in 3 lần. Các bạn có thể xem. Về chất lượng in thì máy in Rin 412PI cộng này có độ phân giải là 300 dpi cho nên in rất tốt trên chất liệu tem nhãn vải. Mọi thông tin đều cực kỳ rõ ràng, sắc nét. Còn về vết cắt các bạn có thể xem, tem nhãn vải thì cực kỳ mượt, vết cắt ở đây rất là đẹp, không hề bị tua như khi chúng ta cắt tay và cũng đảm bảo được sự đồng đều của tem nhãn. Rồi ngoài chế độ mà cắt theo từng tệp tem ở đây thì mình sẽ cắt rời từng tem để các bạn quan sát luôn khi ở chế độ cắt tem nhãn vải này mọi người nhé. Những con tem được cắt ra với độ đồng đều gần như là tuyệt đối. Khi chúng ta gộp lại các bạn có thể dễ dàng thấy được điều này. Đây, những chiếc tem đều nhau với kích thước, hoàn toàn giống nhau và không hề bị lệch, tạo sự chuyên nghiệp cho những chiếc tem được in ra lẫn khi đính vào sản phẩm. Máy in tem nhãn mã vạch Rin 412PI cộng với phiên bản được lắp đặt thêm dao cắt này thì mang đến cho người dùng rất nhiều sự tiện ích, đặc biệt là khi in ấn và sử dụng đối với loại đề can liên tục hoặc là tem nhãn vải ribbon satin. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chiếc máy in tem Rin 412PI cộng được lắp đặt thêm dao cắt này và mong muốn sở hữu thiết bị chính hãng với giá tốt thì đừng ngần ngại gì, hãy liên hệ ngay cùng Vinpost. Mọi thông tin liên hệ sẽ được mình đặt ngay ở bên dưới phần mô tả của video. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.